cuối cùng cũng chạm trán rồi. Chu tiểu yêu này đúng là lợi hại. Có điều mặc dù nàng ta lợi hại thật, nhưng điểm mấu chốt vẫn là Chu Nguyên kia. Cho dù Chu tiểu yêu thành công, nhưng nếu như Chu Nguyên thất bại thì vẫn không phá được trận. Thần hồn của Hạ Vũ đã là thực cảnh trung kỳ, cộng thêm sức mạnh kết giới nữa, Chu Nguyên căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Kết quả vẫn chưa xuất hiện, tất cả đều có khả năng. Trong nguyên văn kết giới, tới đi. Yêu yêu sư muội đúng là ra tay không chút lương tình. Gào, Wing, Xoẹt. Chu Nguyên, ta sẽ cố gắng thu hút hết sức mạnh của kết giới qua bên này. Người ở bên kia chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Chu Nguyên sư huynh, đây chắc là đệ tử đai vàng đứng đầu ở Linh Văn Phong. Nhập sư tỷ Hạ Vũ đúng không? Đã tội rồi. Quang Ngân Văn, Tật Phong Văn, Nhẫn Quang Xuyên Sơn Văn. Gào. Có thể làm Nguyên Văn chống lên Nguyên Văn, thủ đoạn của huynh cũng thật là cao cường. Huynh, nếu như là lúc bình thường, ta cũng không muốn chiếm tiện nghi như vậy. Nhưng chuyện hôm nay liên quan đến thể diện của đệ tử Linh Văn Phong và Linh Văn Phong chúng ta, mong sư huynh đừng oán trách. Gào. Thạch Xà Văn, Băng Phong Văn, Phược Long Văn. Gào. Phá Trương Văn. Xẹt xẹt xẹt. Sao anh ấy biết được vị trí của Nguyên Văn? Giác. Boom. Chứ Nguyên sư huynh có thể dựa vào thần hồn thực cảnh sơ kỳ đập tan được Thạch Xà Văn thật là khiến người ta bất ngờ. Ta cũng rất là khâm phục trình độ Nguyên Văn của Hạ Vũ tiểu sư tỷ. Đạo Thạch Văn Xà này thực sự không hề đơn giản. Nếu như không có tòa kết giới này, ta đã rơi vào thế hạ phong rồi. Chu Nguyên sư huynh hãy nhận thua đi. Ta ở chỗ này thì huynh không có, thì huynh không vượt qua được đâu. Chu Nguyên này cũng có trình độ Nguyên Văn đấy, nhưng thần hồn vẫn ở thực cảnh sơ kỳ. Khi Hạ Vũ đã nói nghiêm túc, hắn cũng chỉ có thua mà thôi. Chỉ là sao có cảm giác như là có gì đó không đúng. Cửu Tinh Văn, phía ở bên yêu yêu. Huyễn Băng Thuận Văn, Thuyết Thủy Văn. Nếu như yêu sư muội đã muốn phòng thủ vậy, Song Nguyệt Ninh Văn, vậy hãy thử xem chiêu này của ta. Xoẹt. Bị đánh trúng rồi. Làng ta điên rồi sao? Sao lại dùng nhục thân để đỡ đòn đó? Trên người của muội ấy không có máu, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ yêu sư muội xảy ra chuyện gì vậy? Nguy rồi. Sao có thể như vậy? Không ngờ lại là huyền thần nguyên văn cực kỳ hiếm thấy. Ngay từ đầu Kim Trương đã ở trong nguyên văn huyền thần này, lúc chiến đấu chẳng qua là ảo ảnh mà thôi. Hạ Vũ tiểu sư muội, tiếp theo phải nhờ cậy vào muội rồi. Wow. Huyền Thuyết Quy Giáp Văn. Huỳnh. Bạch Xà bị đánh nát rồi. Chu Nguyên sư huynh, thần hồn của ta đã là thực cảnh trung kỳ, cho dù huynh có chống cự thế nào thì cũng không ăn thua gì đâu. Không thử một chút thì sao mà biết được. Hai. Huỳnh. Thầy Giao Mãng trước đó vậy mà chỉ là hư chiêu, thần hồn cự ấn này mới là thực sự là sát chiêu. Dầm. Cuối cùng tên nhóc này cũng biết nếm mùi của thất bại rồi. Chẳng qua cũng chỉ là đệ tử mới nhập môn mà thôi, tuy có chút nhỏ khí nhưng vẫn chưa đủ não luyện. Hồng Nghi đã sáng mắt ra chưa? Sự chênh lệch giữa thực cảnh sơ kỳ và trung kỳ thật sự là không tầm thường. Mình cần một thời cơ để đột phá thần hồn. Nếu như có thời cơ hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, vậy thì ta sẽ tự tạo ra thời cơ. Huỳnh. Trung Nguyên này đang làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn kháng cự lại cự ấn bằng thần hồn kia sao? Thế này thì không biết trời cao đất dày là gì nữa rồi. Trung Nguyên hắn muốn tính làm gì đây? Bên phía của yêu yêu nàng vẫn đứng như một cột nước,
Kim Trương cũng chỉ dám đứng ở dưới mặt biển mà không dám tiếp tục xuất thủ. Có điều Kim Trương cũng không gấp, vì theo thời gian trôi đi, nếu như Chu Nguyên không chiếm được điểm tiếp bên kia thì vị trí bên này sẽ lại thay đổi vị trí, khi đó hắn có thể chiếm cứ lần nữa. Ê sư muội, cho dù muội có chiếm được trung tâm đi nữa, chỉ cần bên kia không phá được trận thì cũng vô dụng mà thôi. Tên đó cuối cùng cũng thua rồi, thật là đáng tiếc. Đại lễ chuẩn bị cho hắn trong kỳ thi sắp tới, e rằng hắn không hưởng thụ được rồi. Hắn có thể trụ đến bây giờ cũng là đã rất không tệ rồi. Bị thua trong tay của Hạ Vũ sư muội cũng không mất mặt. Có thể kiên trì lâu như vậy, thần hồn của hắn thật sự là bền bỉ đến bất ngờ. Rốt cuộc cũng không sự kỳ vọng của sư huynh, cũng không sự phụ kỳ vọng của sư huynh đã phong mình. Cự ấn nứt ra rồi. Xoẹt. Ôi trời ơi, Chu Nguyên vậy mà lại đẩy lui được thần hồn cự ấn kia lên rồi. Làm sao có thể, hắn mới là thực cảnh sơ kỳ mà thôi. Sao hắn có thể lên thần hồn cự ấn của Hạ Vũ lên được? Không phải lúc trước hắn đang bị áp chế hoàn toàn hay sao? Chu Nguyên này thật là khiến người khác bất ngờ. Tô sư tỷ, ta cũng đã nói rồi, chưa đến lúc hồi kết thì gãy sớm chỉ sợ là không hay lắm đâu. Gia hỏa này lại có thể đột phá ngay lúc này. Chẳng trách yêu yêu lại tự tin, lại tin tưởng hắn như vậy. Ta thực sự đã xem thường hắn rồi. Bất ngờ quá. Cho dù là thần hồn có đột phá lên một tầng thứ đi nữa, Hạ Vũ sư muội còn có kết giới tăng cường nữa chứ. Chu Nguyên hẳn chưa chắc có thể đánh bại được muội ấy. Xoẹt. Huynh. Chu Nguyên sư huynh thật là can đảm, không ngờ lại đột phá nhờ vào thần hồn cự ấn của ta. Vẫn là Hạ Vũ sư muội, sư tỷ quá mạnh nên ta mới phải liều mạng một phen. Cảm giác toàn bộ thiên địa chi cảnh càng thêm rõ ràng, thậm chí mơ hồ còn có quy tích nguyên khí lưu động ở giữa thiên địa. Chu Nguyên sư huynh, nếu như không phải ta ở trong kết giới, có lẽ chúng ta thật sự là khó phân thắng bại. Có điều kết giới này là sân nhà của ta, sư huynh vẫn nhận thua đi, không có cơ hội đâu. Thiên đao văn. Xoẹt. Đúng như Diệp Ca nói, cho dù là đột phá thực cảnh trung kỳ cũng chỉ cùng một trình độ với Hạ Vũ, nhưng bây giờ Hạ Vũ vẫn còn kết giới phong tăng phúc. Thật sự đáng tiếc, vẫn không có cửa thắng rồi. Tô Nguyên sư tỷ, yêu cầu cũng quá cao đó. Có thể bức Hạ Vũ tiểu sư tỷ đến mức độ như thế này, Chu Nguyên đã rất đại hạ rồi. Xem ra cục diện hôm nay kết quả chính là như vậy. Chu sư huynh, sao phải hành động vô nghĩa như vậy? Tự nhiên tiêu hao khí lực làm gì? Vậy sao? Xoẹt. Lên. Boom. Hạ Vũ tiểu sư muội, tiểu sư tỷ có vẻ rất tự tin về thần hồn của bản thân nhỉ. Vậy hãy nếm thử một chút sợ hãi mà ta đã từng trải qua đi. Xoẹt. Đây là cái gì? Gào. À. Hạ Vũ tiểu sư tỷ đã nâng tay rồi. Kết giới dùng chuyển sao, lẽ nào? Sao có thể? Hạ Vũ tiểu sư tỷ sao lại thua được chứ? Các ngươi chỉ biết đối phó ta, còn hắn thì lại coi thường. Xoẹt. Kết giới đã bị phá. Thế nào? Trước Linh Văn Điện xôn xao không ngừng. Thân ảnh Chu Nguyên và Yêu Yêu vô cùng chói lòa. Kết giới đã bị phá, Linh Văn Điện có thể vào rồi chứ? Yêu sư muội đương nhiên là có thể rồi. Ba trận lần này là hai người chúng ta, Chu Nguyên chắc chắn cũng có tư cách tiến vào cùng ta chứ. Đương nhiên rồi, từ nay về sau Yêu Yêu sư muội và Chu Nguyên sư đệ có thể tùy tiện tiến vào Linh Văn Điện, chỉ cần các người muốn, ngoại trừ một số nơi cơ mật ra thì tất cả đều có thể xem qua. Đi thôi. Yêu sư muội, vừa rồi đa tạ đã chỉ giáo.
Yêu sư muội thần là lợi hại, có thể ngang ngửa với thánh tử rồi. Đúng thế đúng thế, quá chấn động rồi. Đừng có tiếp tục hành động ngu xuẩn như vậy nữa. Đến lúc đó không may chọc giận nàng ta, ta thấy người không gánh nổi đâu. Gặp được người khiến mình động lòng, chẳng lẽ không cố gắng một chút sao? Mặc dù Chu Nguyên với Yêu Yêu khá thân mật, nhưng họ cũng không phải là tình nhân, ta vẫn có cơ hội. Thôi đi, dựa vào trực giác của phụ nữ, ta cảm thấy nàng ta đang trứng mắt người đó. Tôi bên sư tỷ, thấy sao, lại hạ đúng không? Ngươi được ý cái gì? Người ta và ngươi đâu có liên quan đến nhau. Mặc dù nhan sắc của tôi không tồi, nhưng có điều so với chú tiểu yêu kia, có lẽ không có lực ngực, không có lực của ngươi. Thì nói bậy cái gì đó đi thôi. Ai à, tiểu nha đầu xấu hổ rồi kìa. Sau trận đấu phá giải kết giới truyền ra, lại lần nữa gây ra sóng gió rất lớn. Thực lực của Yêu Yêu đủ để xung kích thánh tử. Bởi vậy các phong chủ tranh nhau nhận làm môn hạ. Mà trước đó việc Chu Nguyên tham gia kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím vẫn chưa gây ra được chú ý, thì giờ do đánh bại được Hạ Vũ đã chứng minh được thực lực của mình. Cái này, Hạ Vũ tiểu sư tỷ, có chuyện gì vậy? À, có một vị sư muội của Thương Nguyên Phong tên là Cố Hồng Y nhờ ta chuyển giúp lời cho huynh, nói là trong kỳ thi đệ tử đai tím phải cẩn thận kiếm đai phong. Kiếm đai phong? Nghe nói huynh cũng được sắp xếp vào ứng cử viên vô địch. Nhưng tin đồn này là do kiếm đai phong lan ra tạo thành thế cho huynh. Quan hệ giữa kiếm đai phong và ta chẳng tốt đẹp gì, còn phá chuyện của Khổng Thánh, sao họ lại có lòng tốt thế? Xem ra là có ý nâng cao ta. Xong đến kỳ thi đệ tử đai tím thì đánh sập ta đây mà. Đa tạ sư tỷ đã nhắc nhở, chuyện lần trước rất là xin lỗi. Nhân duyên của cô gái này với ngươi đúng là không tầm thường nha. Đây là thiện tâm của tiểu sư tỷ nhà người ta. Ở sân nhà người ta không muốn bị hạ độc thủ thì bớt chiêu hoa cậu nguyệt đi. Hê hê, mau đi tu luyện. Đây là thứ ta chọn giúp ngươi. Nếu không muốn bẽ mặt ở kỳ thi sắp tới thì tốt nhất là lên chuyên tâm tu luyện vào. Thiên lôi huyền hỏa kết giới. Lợi tình của đạo kết giới này chắc hẳn ngươi cũng có thể nắm vững. Nếu luyện thành chắc chắn sẽ là lá bài tẩy của ngươi. Qua Yêu sư tỷ vẫn là tốt với ta nhất. Mang cái nấu cá đó mà áp dụng cho sư tỷ nhà người ta. Bên trong một gian tĩnh thất trong Linh Văn Phong, Thiên Nguyên Bút đang phác họa lên ngọc thạch. Thần sắc Chu Nguyên ngưng trụ. Theo Thiên Nguyên Bút hạ xuống, từng đạo ánh sáng tỏa ra, tạo thành từng cảnh tượng diệu kỳ. Trong lúc mơ hồ, có nguyên khí thiên địa hội tụ đến. Xoẹt. Hai, thật là mệt. Đã một tháng chịu đựng. Thiên lôi huyền hỏa kết giới chuyên nguyên văn này ta cũng đã nắm chắc cơ bản rồi. Thế nào rồi, Yêu tỷ? Luyện xong nguyên văn ở đây rồi chứ? Mấy thứ này đều không đạt yêu cầu, làm lại từ đầu đi. Hị. Mấy đạo nguyên văn này của ngươi miễn cưỡng thành hình, dùng để biểu diễn thì được. Còn nếu để tạo ra kết giới thì chỉ có chút sơ hở thôi, sẽ khiến toàn bộ kết giới sụp đổ. Nếu như ngươi không muốn kết giới đã cực khổ để bố trí ra thành đống đổ nát, chỉ phải tay là đánh nát dễ dàng, thì chịu khó luyện tâm cho đàng hoàng đi. Biết rồi. Chỉ mất một tháng mà người có thể luyện thiên lôi huyền hỏa kết giới đến mức này, tốc độ cũng không tệ. Yên tâm đi, trước kỳ thi đệ tử đai tím diễn ra, ta nhất định sẽ triệt để nắm vững được đạo nguyên văn kết giới này. Nghe nói mức độ thu hút của ngươi trong kỳ thi đệ tử đai tím đã đuổi kịp đệ tử đai vàng của thủ tinh các phong rồi. Có vẻ là có ngươi đang cố tình chơi ngươi một vố thật đau đấy. Chắc là từ mấy tên ở kiếm đai phong, từ chuyện ở Nguyên Trì đã phá hỏng chuyện của bọn hắn,
Đương nhiên là bọn hắn muốn đối phó với quả hồng mềm là đại rồi. Thương Huyền lão tổ không phải nói, ông ấy hoài nghi năm đó ông ta vẫn là có liên quan đến nội bộ của Thương Huyền Tông, vị phong chủ của kiếm đại phong kia. Không có chứng cứ, chỉ là đoán mò thôi. Chuyện này liên quan rất lớn, dù là trưởng giáo Thanh Dương cũng không dám tùy tiện làm loạn. Ồ, sao vậy? Ngươi xem cái này đi. Gì vậy, Tiểu Phương? Lăng huyết đào trăm năm, gạo thanh ninh, nước suối huyền hải. Ta muốn ngươi rủ ra nó. Đệ đâu biết nấu rượu. Ngươi có làm hay không? Làm, ta làm. Vậy có phần thưởng không? Phần thưởng? Chu Nguyên, ngươi học thói xấu xa ở đâu vậy? Ngay cả với ta cũng đòi chiếm tiện nghi. Có tin ta bảo thôn thôn ăn ngươi luôn không? Ây da, yêu tỷ đã sai rồi. Đệ sẽ nghĩ cách nấu rượu cho tỷ. Thế mới ngoan chứ, tiên rượu ta đã nghĩ ra rồi. Gọi là đào yêu nhưỡng đi. Thế này có được coi là tình cảm đi lên không? Trước khi cuộc thi đệ tử La Tím ở tranh, rất nhiều đệ tử đều bàn luận sôi nổi, dự đoán xem người hạng nhất năm nay. Còn rất nhiều lời đồn xiêm xỏ, âm thầm nâng đỡ Chu Nguyên, giúp hắn có được một vị trí nhỏ nhoi trong cuộc thi. Cuộc thi tuyển chọn đệ tử La Tím muôn người chú ý, cứ lặng lặng đến gần dưới bầu không khí đó. Bớt nói lung tung đi. Đào yêu nhưỡng của ta nấu xong chưa? Vẫn còn đang nghiên cứu. Nguyên liệu nấu khó kiếm lắm. Vì thế nên đệ sẽ cố gắng tìm bằng được những nguyên liệu đó, tranh thủ sớm được đào yêu nhưỡng dâng lên yêu tỷ. Hôm nay là kỳ thi đệ tử La Tím, chuẩn bị kỹ rồi chứ? Tất nhiên. Thái Nguyên Phong, lúc Chu Nguyên và yêu tỷ đi tới nơi này, Thẩm Thái Uyên, Lục Hoành, Lữ Tùng, ba vị trưởng lão cũng đều mang theo đệ tử đến. Tiểu Nguyên ca, bên này nè. Chu Nguyên sư đệ, lần này ta đặt cược rất nhiều tiền vào đệ đó, nhất định phải thắng nè. Ta cũng đem cả gia tài đặt vào đệ rồi, có thể đổi đời hay không? Trông cả vào đệ đó. Đáng tiếc lúc trước nữ sư tỷ mà kiên trì, thì Chu Nguyên có thể là đệ tử của mạch chúng ta rồi. Nói vớ vẩn gì thế? Chỉ dựa vào mình Chu Nguyên, hắn có thể thay đổi được gì sao? Cứ cho hắn có thiên phú, nhưng cũng không đến mức nghịch thiên như vậy. Cứ chờ mà xem, nếu như hắn bị những lời đồn kia thổi bay lên, bay cao bao nhiêu sẽ ngã đau bấy nhiêu. Có một dãy núi to lớn hùng vĩ đứng sừng sững ở đại lục kia. Nơi này chính là địa điểm diễn ra kỳ thi tuyển chọn đệ tử La Tím, Tử Sơn. Đây này chính là nơi diễn ra tuyển chọn đệ tử La Tím sao? Đúng vậy, kỳ thi sẽ diễn ra tại nơi này. Tất cả những đệ tử tham gia kỳ thi đều phải tiến nhập vào trong ngọn núi này để chiến đấu. Ngài Chu Nguyên, kỳ thi này không có nhiều quy tắc, chắc sẽ có rất nhiều thủ đoạn mờ ám, bản môn cũng không can thiệp. Cho nên ngươi không cần phải cố gắng giải hạng nhất đâu. Có thể đạt được hạng 10 thứ hạng đứng đầu xem như đã là thành công rồi. Thẩm sư yên tâm, nếu có gì nguy hiểm đệ tử sẽ không cố chấp đâu. Sau trong Tử Sơn có 10 ngọn núi, 10 vị trí đứng đầu sẽ được tiến vào. Vậy hạng nhất chọn ra như nào? Cái này phải đợi đến lúc đó mới biết được. Lần tuyển chọn đệ tử đai tím này, chỉ sợ rằng Chu Nguyên sẽ bị chèn ép lắm đây. Ta có thể nhờ đệ tử của Tuyết Liên Phong giúp đỡ, coi như trả lại ngươi món nợ ân tình lúc trước, thế nào? Ta ngược lại cảm thấy không cần thiết đâu. Ngươi hơi đề cao hắn quá rồi đấy. Có biết bao nhiêu người muốn ra tay với hắn không? Cho nên chỉ có thể dựa vào bản thân hắn thôi. Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào mình hắn có thể đối đầu với các đệ tử đa tím của các kiếm đại phong khác? Mỗi người bọn hắn đều không kém tên Đậu Huyền kia đâu. Nếu như hắn không làm được, vậy thì phải đánh hắn một trận, sau đó hắn mới tu hành nghiêm túc hơn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn có thể chống lại được kiếm đại phong? Thì thử xem, hắn thua thì hắn mất mặt,
Được, vậy chúng ta chống mắt lên xem. Nhạc thiên sư đệ, lần này phải hạ thấp thân phận để ra tay rồi. Hôm qua trợ giúp sư huynh đã gặp riêng đệ. Ồ, sư huynh đã nói gì? Huynh ấy nói, bọn trẻ bây giờ tính tình kiêu ngạo lắm, cần phải chỉnh đốn một chút. Cho nên nói chúng ta cứ mạnh tay mà làm. Lúc này, xung quanh Tử Sơn vang lên tiếng chuông. Mấy đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là giáo chủ Thanh Dương và các vị chủ phong. Thời khắc đã đến, các vị đệ tử vào núi đi. Vù. Nghe âm thanh của giáo chủ Thanh Dương, chỉ thấy từng đạo thân ảnh vút lên khỏi mặt đất, bay về dãy núi mây mù lượn lờ kia. Chu Nguyên cố lên. Lý Khanh Thiền và ta đã đánh cược với nhau, ngươi đừng làm ta mất mặt mũi đấy. Yêu Yêu tỷ yên tâm đi. Vị Trung Nguyên sư đệ yêu quý của chúng ta lần này thảm rồi, chỉ sợ đến top 1, vị trí đầu cũng khó mà lọt vào được. Theo là sư huynh nói thì đó cũng không chắc chắn. Thương Huyền Phong, đệ tử Đai Tím, Thanh Nam. Theo ta biết, đệ tử bên phía của Kiếm Đai Phong do Nhạc Thiên dẫn dắt sẽ vây công chèn ép Trung Nguyên. Đội hình chiến đấu cấp này, hắn không có cửa đâu. Các đệ tử, Mười Phong ở sâu trong dãy núi đá lớn ngăn cản, cần mở ra để lên núi. Ồ, là giọng nói của trưởng môn Thanh Dương. Đánh bại một người là có thể lấy được một đạo ấn ký. Vì vậy, để chiếm được chìa khóa lên đỉnh, cần đánh bại nhiều người khác. Vậy, muốn đăng đỉnh thì phải đánh bại 20 đệ tử khác. Thật là khó khăn. Lúc này, Trung Nguyên cảm giác được từng bạo nguyên khí bao động phát ra trong dãy núi, bắt đầu kịch chiến. Wing. Wow. Một đạo mang quang chiếu xuống, cuốn người bị đánh bại kia, rồi ném ra dòng sông bên ngoài dãy núi. Hiển nhiên là hắn bị đoại. Từ nơi kẻ đó bị cuốn đi, một đạo quan ấn bằng ngón tay cái bắn về phía của Trung Nguyên và khắc lên mu bàn tay của hắn. Tốt lắm, chưa gì đã được một ấn ký. Còn 19 đạo nữa. Tôi bởi sư tỷ của Thương Huyền Phong rất lợi hại nha. Mới một nén nhang đã lấy được 5 đạo ấn ký rồi. Mục Xuân, nô sư huynh của Tuyết Nguyên Phong cũng lấy được 5 đạo ấn ký. Nhạc Thiên sư huynh của Kiếm Nai Phong, Hạ Vũ tiểu sư, tỷ của Linh Văn Phong, không hổ là những người đứng đầu các phong, xuất sắc ghê. Còn 16 đạo nữa. Ai, xẹt. Aha, vị sư đệ này, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. 3 đạo ấn ký. Không ngờ lại gặp là đạo sư huynh, thật là xui xẻo. Trước đó ta đã thấy 3 vị đệ tử bại trong tay hắn rồi. Là đại sư huynh trong số đệ tử đai vàng ở Kiếm Đai Phong cũng có xếp thứ hạng là thứ 3. Tuyệt không tầm thường nha. Vận khí của Chu Nguyên sư đệ thật là không tốt nha. Chu Nguyên cẩn thận đó nha. Người nào người của Kiếm Đai Phong? Ta là Na Đạo, Kiếm Đai Phong. Người đã theo dõi ta một lúc rồi, muốn gì ngáng chân ta? Ngáng chân ngươi? Chu Nguyên sư đệ hơi tự cao đó. Nhạc Thiên sư huynh có tính toán của huynh đấy, nhưng ta thấy ngươi không có tư cách để Kiếm Đai Phong ta phải cẩn thận như vậy, cho nên ta hiện thân trước. Giờ ta giải quyết ngươi xong, Nhạc Thiên sư huynh biết được cũng sẽ thấy ta làm đúng. Xoẹt. Không biết trời cao đất dày, thật sự cho rằng đánh bại Vệ U Huyền là có tư cách ngông cuồng trước mặt ta sao? Bùm bùm bùm. Muốn chết. Tứ đạo nguyên văn huyền kim thủ. Dầm. Khu. Thực ra ngươi nên nghe lời của Nhạc Thiên sư huynh của ngươi, nếu các ngươi muốn tìm tới ta gây sự.
Đa đạo sư huynh, ngươi ngây thơ quá đó. Chu Nguyên, ngươi đừng có đắc ý. Nhạc Thiên sư huynh bọn họ sẽ tới ngay thôi. Ngươi chuẩn bị đá ra ngoài, tự sơn đi. Phụt. Đa đạo sư huynh, vậy mà lại thua rồi. Tần Nam sư huynh, muốn xem tiếp thì lên bình tĩnh một chút. Tích chút khẩu nghiệp đối với sư huynh là tốt đó lắm, là tốt lắm đó. Dám dùng tay không tiếp kiếm, gan không nhỏ. Có điều mặc dù hắn đánh bại La Đạo, nhưng lại nhiễm phải Ngọc Mê Hương. Tiếp theo đệ tử của Kiếm Lan Phong chắc chắn sẽ đuổi theo hắn. Người lên xem tiếp đi, không khiến người thất vọng đâu. Vù. Nếu như đã muốn với ta, vậy thì tìm một nơi tốt chuẩn bị một phần đại lễ vật. Nếu như đã muốn với bắt ta, vậy thì tìm một nơi tốt để chuẩn bị một phần đại lễ vật. Chạy nhanh thật đó. Tên tiểu tử này bây giờ lại đang liều mạng bỏ trốn, đuổi theo hắn thật là phiền phức. Con mồi bị dọa tới sợ sẽ liều mạng bỏ trốn, chung quy vẫn không chạy thoát được. Chờ nó kiệt sức thì thu lưới thôi. Đại vị Chu Nguyên sư đệ này mà mang một chút kiến thức về thủ đoạn của Kiếm Lai Phong ta. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Trải qua chém giết, chỉ còn lại các đệ tử thực lực tranh thủ thời gian xâm nhập lãnh núi. Kẻ nào? Vù. Tên nhóc này là ai? Tốc độ nhanh quá. Được rồi, để ý tới hắn, tốc độ như vậy không phải loại lương thiện. Lúc này bỗng nhiên, từng đạo nguyên khí bạo động ác liệt nhanh chóng tiếp cận bọn hắn từ bốn phương tám hướng. Động tĩnh kia làm cho các đệ tử biến sắc. Là người của Kiếm Lai Phong. Kiếm Lai Phong với bắt Chu Nguyên, kẻ không có vận sự tránh đường. Vù. Ngay tại dãy núi sâu nhất nên động tĩnh khổng lồ, rất nhiều đệ tử nghe thấy, sau đó thì thầm cho nhỏ. Đây cũng là khôi trương mua trống rồi. Kiếm Lai Phong không biết xấu hổ đi về một người, thật sự không biết xấu hổ. Sao có thể nắm vào Chu Nguyên như thế? Thật sự là lũ vô sỉ. Chu Nguyên, ngươi hôm nay cho ta kinh ngạc đi vậy. Vậy ta mới tin ngươi có thể đuổi kịp Sở Thanh sư huynh. Trước vô số con mắt, thân ảnh của Chu Nguyên vào lúc này trực tiếp xông vào một vùng thung lũng nhạt nhạt, che đậy thân ảnh, biến mất không thấy đâu nữa. Giờ phút này, giữa âm thanh thiên địa xé gió mà lên, từng đạo quang ảnh nguyên khí từ trên trời giáng xuống, phong tỏa cả vùng thung lũng này. Chư vị huynh đệ, đây là chuyện của Kiếm Lai Phong ta và Chu Nguyên. Nếu như quấy rầy chư vị huynh đệ, tại hạ xin tội lỗi trước, hy vọng chư vị không nên nhúng tay vào. Nhạc Thiên, Kiếm Lai Phong các ngươi không biết xấu hổ quá rồi. Nếu như có chí khí, tốt hơn nên đấu tay đua với Chu Nguyên, hà tất phải làm như vậy. Tô Uyển, cô vẫn thích xem vào chuyện của người khác như vậy sao? Vương thần đệ tử Lô Ngục Phong, nếu chẳng qua vậy thì hay là làm một trận cọ sát đi. Vương thần, chuyện này mắc cớ gì tới ngươi? Chết tiệt, các đệ tử Kiếm Lai Phong động thủ, đưa Chu Nguyên ra ngoài. Wow, người của Kiếm Lai Phong thật sự đã chặn đầu của Chu Nguyên trong sân cốc rồi. Chu Nguyên đúng là xui xẻo. Haha, Linh Quân Phong chủ, đệ tử của Kiếm Lai Phong các người hình như rất có kinh nghiệm, lấy đông hiếp yếu đấy. Liên Linh Phong chủ, kỳ thi này quá quy củ, những trên tiểu bối này không làm trái với quy củ đó. Huống chi tên Chu Nguyên này dạo này gần đây danh tiếng nổi như cồn, tin rằng sau khi trải qua lần uốn nắn này, hắn cũng sẽ trở lên trầm ổn hơn một chút. Đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Vù. Nhạc Thiên sư huynh không tìm thấy. Chẳng lẽ hắn trốn rồi? Hắn nhất định là đang ở trong sân cốc. Tiếp tục lục soát, lôi bằng được hắn ra. Wow, Kiếm Lai Phong đóng trống khu chiêu như vậy mà không tìm được Chu Nguyên. Nếu như Chu Nguyên trốn thoát thì mặt mũi của Kiếm Lai Phong cũng ném đi được rồi.
Việc tìm kiếm kéo dài thêm một nén nhang nữa, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Trung Nguyên đâu cả. Trung Nguyên sư đệ thật là có bản lĩnh. Nhạc Thiên sư huynh, chúng ta có cần tản ra tìm kiếm không? Nếu ta không nhầm, thì hóa hư thuật của hắn đã đại thành rồi. Hóa hư thuật cảnh giới đại thành sao? Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Các vị sư đệ, phong tỏa thung lũng, thi triển kiếm ngư trận. Rõ. Xe xe xe. Trong nguyên khí ác liệt ập vào trong thung lũng, từng đạo liên quan kia giống như cá bơi phá vỡ sương mù dày đặc trên mặt đất. Sương mù trong chốc lát cũng mờ nhạt đi. Cuối cùng đã tìm ra tên tiểu tử kia rồi. Mau nhìn kìa, sương mù trong cốc tản đi rồi. Chu Nguyên tìm thấy người rồi. Chu Nguyên sư đệ thật là có bản lĩnh, kém chút nữa đã để ngươi chạy thoát rồi. Kiếm này phong đúng là quan trọng ta quá, lại xuất động nhiều người như vậy tới đối phó với một mình ta. Nếu như có thắng được, chỉ sợ mặt mũi của các ngươi cũng khó quay lắm. Lúc đầu ta cũng cho là như vậy. Có điều Trung Nguyên sư đệ nổi tiếng đã đủ rồi, ta cảm thấy sư đệ vẫn nên yên ổn một chút thì hơn. Ồ, sao lại nói như vậy? Trung Nguyên sư đệ, không bằng chủ động rời khỏi kỳ thi để tới đây tí này đi. Nhạc Thiên sư huynh, hình như ngay từ đầu ngươi đã nghĩ sai rồi. Từ đầu đến cuối không phải là ta chạy trốn, ta chỉ đang lựa chọn một nơi phong thủy để làm đại lễ cho đệ tử kiếm phong lai ngươi mà thôi. Bớt nói nhảm, động thủ. Vù. Nếu như các ngươi đã đuổi theo ta lâu như vậy, vậy thì hãy nhận lấy phần đại lễ vật này của ta. Thiên lôi, nguyên hỏa kết giới bộc phát.